Xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại mình đang ở một vườn dâu tây. Ten ten. Đây các bạn ơi, quả dâu tây đấy. Đây này, lần đầu tiên mình tới vườn dâu tây luôn. Còn đợt nọ nó khỏe to lắm. Vâng ạ. Quả to ấy là to luôn. Đây là những luống này là luống cấy mo của cô, xong này ươm để phụ tới để các cô lấy trồng. Vâng ạ. Đây là ba cái luống này là cấy mô kiểu lấy từ viện nghiên cứu lên. Dạ. Yeah. Mình lấy hết lứa này xong bắt đấy, đầu cái lứa này trở lại nhân lấy mô này nhân. Là mình phá đi à cô? Rồi phá. Phá đi là mình lại trồng cái mầm mới. Chỉ ăn một lượt thôi nhỉ. Nó quả to lắm, đều những cái quả to hơn vẽ luôn. Cái này có quả này to như này. Wow, lần đầu tiên cháu cầm cái này nó có bị gì không cô? Nó cứng mà, nó không. Là cô gửi đi các nơi. Cháu cầm này cháu chạm cái lông của nó có bị héo đi, héo đi không hả cô? Ở đây nhiều quả dâu tây lắm mọi người ơi. Đây này, công nhận là đây là lần đầu tiên mà tôi có mặt tại Bắc Yên mà được quay cái quả dâu tây này. Đây cây mô của nó này, cây cây này xong hả? Cô vào bầu đất như thế này. Dạ. Yeah. Sau khi là nó ra rễ thì cô cấu lại trồng cái chỗ khác, cái kiểu như thế. Đây đẩy ngó của nó ra nhiều. Vâng ạ. Nghĩa là thu quả xong là vẫn còn thu giống. À thì là cắt cái này ra là coi như là làm một cái giống mới. Đây cây giống mới thì lại trồng vào một khóm kiểu như thế này, khi nó lại lên nó phát triển lên thì lại ra hoa ra quả, cứ thế thôi. Dạ. Cháu cứ tưởng là cái hạt của nó là mình dâm xong để tưới. Đầu tiên thì cũng có thể là người ta ăn quả ta lấy hạt ta ươm, nhưng mà cái tỷ lệ thì nó sẽ thành công rất thấp. Dạ. Còn đâu nếu mà mình làm bằng cây ngó này thì nó sẽ đạt tỷ lệ cao. Dạ. Đấy kiểu như thế mà. Mình làm bằng cây mô thì nó sẽ tỷ lệ cao hơn. Đi suốt rồi là đi luôn. Bọn này không thích ở nhà đâu, cô thì dâu tây dâu biết cũng vậy. Đây là con của cô à? Cái đứa con gái thứ hai nhà cô, nó thì năm cái con lớn thì nó ra trường rồi, nhưng bây giờ à thì ra là cái canh của này, canh của cái canh đua của nó là thành dâm thế này, sau lại trông lại tiếp tục lại có quả là hiệu quả hơn. Dạ cháu không ạ, cháu ở vùng Tây Bắc ạ. Dạ. Cháu cách thành phố là 86 cây, 90 cây ạ. Cái hoa của nó đây. Hoa của nó. Lớn từng này tuổi nhưng mà mình chưa bao giờ xem được cái cây dâu. Cây dâu. Giờ 20 quả một cân hả cô? Không, nó nát luôn cô ạ. Đây cháu cầm lên nó bị vỡ luôn này. Cháu cấp 3. Vâng ạ. Đấy, nó chỉ thế thôi mà. Có thể nếu mà để thì sang năm nó vẫn có quả, nhưng nó kém năng suất thôi. Thế nhưng mà mình phải phá để mình trồng cây mới. Đây là cháu này nó lại ra một lớp hoa nữa đây này. Dạ, à đúng rồi, có lớp hoa đây nhỉ. Lớp hoa này nó vẫn có thể là nó vẫn quả nhé. Đây, ra dạ. Hoa tiếp đây. Đấy. Ôi giời. Đấy, nó đã hết đâu. Cháu không làm bị buôn bán mà. Mẹ cháu thì ngày trước là giáo viên nhưng mà theo bố cháu về Nghệ An. Dạ, sau bây giờ là đi buôn bán vớ vẩn thôi. Phải thế chứ. Kiếm các mẹ cháu cũng có lương hưu rồi. Dạ. Làm dâu đi làm cây ăn quả ấy. Về là một cái
chỉ nghĩa là tiền trọ tiền ăn có khi đó cũng lại còn để đề ra được, chứ nó cô không phải, cô chỉ đóng tiền học phí cho các em thôi. Dạ. Bọn con gái nó cũng đỡ ấy, nó cũng không phải nuôi ăn học nhiều cho nên cũng đỡ. Thế là cái hàng cái đây dâu tạo điều kiện cho chúng nó có việc làm đi. Dạ vâng ạ. Không phải đi làm thuê. Dạ đúng đấy cô ạ. Làm thế là, nhưng mà được cái là không phải nghĩa là đi làm tạo việc cho các con cũng làm được đi, không phải đi làm thuê. Đây này nó ra một lớp hoa đây này. Dạ. Đấy, đậu. Không phải là dâu tây xong là các cô lại ươm giống đấy. Đều người ta đặt giống rồi ý. Dạ. Người ta đặt nhiều ấy. Cháu thấy là họ bán mấy cái chậu mà về chỗ cháu ở trên chỗ cháu ấy. Là sao mà trông đã trồng trên cái chậu mà lại nó lại chết chứ, mà họ vẫn tưới hàng ngày, có phải là tưới chăm chỉ tưới thì nó lại chết không cô? Ừ, tưới nhiều sợ nó bệnh tật thì cháu ạ, chả biết là cái chậu hay là họ đánh đất lên như thế này thì họ bán thì nó sẽ chết đấy cháu ạ. Dạ. Yeah. Còn nếu mà trồng thực tế ở cái cây giống ra các cô ươm thì không thể chết được. Đấy. Đây là cháu nhìn cái quả nó sai như thế này là chị đã hết được rồi. Nhiều quá nhỉ. Đó, nó có trăng trịt quả này. Vậy từ giờ đến tháng 4, tháng 5 là còn có 1 tháng nữa. À, hai, hơn tháng nữa. Chưa thì hết được. Cháu nghĩ khó hết lắm. Chưa thì hết được. Cô nghĩ là chưa hết được. Dạ. Đấy, ra ngoài là chưa thì hết được. Thế thu xong lại quay ra làm giống. Còn nhãn nữa. Ôi dồi. Nhãn với xoài, với bơ cái kia. Cô nhãn tư ở kia. Đấy, lên được. Đấy xong đây lại thu nhãn mà. Dạ. Yeah. Cái nhãn bè bè ở trên kia cô? Đấy cái nhãn đấy vào năm còn. Cái xoài bè bè nữa à? Nó trên lương trên thì nó không tốt kìa. Dạ. Yeah. Cháu thấy nhìn cây là bé mình nhỉ? Hay là mắt cháu? Mới bé là mấy năm thứ ba thôi. Dạ. Yeah. Còn năm tới ở nhà thì có ít nhãn là nó tốt rồi. Dạ. Yeah. Ăn đi cháu. Ôi cháu chỉ ăn một hai quả cháu thấy ngán ngán thôi. Ăn đi đây, dâu các cô thì dâu sạch không sợ gì. Dạ yeah, cháu biết mà. Không bao giờ sợ một cái gì hết cho bảo. Bán đây này ăn được cái quả này. Bán dâu tây thì nó là lãi tốt. Dạ. Yeah. Cái này. Những cái quả xoài, quả mận nó rẻ nó không đáng gì. Cái thực lại ra là mình, nó thực ra là nếu mà cháu về cháu bảo mẹ cháu bán thì cũng được thôi, nhưng mà cô biết thì sao? Nó cạnh tranh. Mình bán rẻ hơn một tí là cũng khó ở. Không bán ví dụ như nếu mà gần cái chợ thì mẹ cháu bán được. Dạ mẹ cháu hay đi chợ mà. Mẹ cháu. Dạ. Thích lắm đi. Đây này, cây chết đây này. Cây này chết thì quả cây chết. Cây chết nó nhanh, nó rủi nhanh cô nhỉ. Mình đang đi về xem cô. Cháu không đi học nhiều nghe. Chà, cháu đi học nhiều mà. Không thành. Cháu phí cả cái tuổi của cháu quá. Mình đi hẳn một vườn luôn. Ở chỗ này hơi nhão một tí này. Đây mọi người ơi. Quay cận cảnh này. Dâu tây ở đây có cái cô ấy cô bảo là thu hoạch khoảng đến tháng 4 và tháng 5 là xong, mà mình nghĩ là ngày nào cũng ra những quả này thì họ người ta gần như là bán không hết, người ta còn chuyển về xuôi bán nữa mọi người ạ. Ở trên này khí hậu ở chỗ vùng Mai Sơn giáp Bắc Yên này thì mình vừa đi ngang qua ấy, ở Sơn La đấy, Bắc Yên và huyện Bắc Yên và huyện Mai Sơn là gần như là cùng giáp nhau, giáp danh ở chỗ này đấy. Giờ mình đang đi quay này. Đó, quay, đây con đây là quả to này. Quả to chưa? Quả đẹp chưa mọi người ơi? Thank you.
bây giờ mình không muốn ăn luôn á. Bây giờ những cái quả này là cái quả này nó gần hào héo này. Thực ra vào đây thì lúc mình chưa vào, mình chưa ăn thì mình cảm giác như là mình không thích ăn nữa. Bởi vì nhìn mà mình mắt mình cũng đã no rồi. Mắt mình nhìn xem cũng đã nhìn rất là no rồi. Đây. Bởi vì nhìn no rồi không muốn ăn nữa. Mà ở đây gần như là mình tính là cái vườn này chắc phải bán đến mấy trăm triệu luôn quá à. Đó, mình chỉ quay một đoạn video ngắn đó. Lúc nãy mình đi từ trên đường này này. Đường này là đi đến Tà Xua nhá. Tà Xua khoảng 50 cây đấy. Con đường này trở về thành phố Sơn La này. Đây có cái mấy chùm nhỏ nhỏ này xinh xinh kia. Đó. Ăn cả cái vườn này chắc gì mình đã ăn được hết đâu. Trải dài như thế này mà đôi núi này quanh có này. Đây cô này là cô đang bán này. Đấy nha mọi người nha, mình hái nha. Đây quả này to đẹp thế này. Mình hái đây. Ui da, chắc đấy. Ui. Đó mình hái. Đây, hiện tại mình hái được đây. Mời mọi người ăn cùng mình nhá. Khá là chua lắm. Vừa chua vừa ngọt vừa béo. Bây giờ mình ra thôi. Quay nhiều quá là nhàm chán lắm này. Nói chung là chủ yếu lấy view mình thôi. Được không mọi người ạ? Ngon lắm mọi người ạ. Mọi người tới đây mua nhá. Tới đây là vùng Bắc Mai Sơn. Coi như là đầu Bắc Yên. Thuộc trong huyện Mai Sơn, đường quốc lộ. Quốc lộ gì nhỉ? Quốc lộ gì chưa biết. Nói chung là đường đi Tà Xua Bắc Yên đấy mọi người. Clip này mình dừng ở đây, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nhá. Tạm biệt. 1 2 1 2 3 4 5 6. 6 là 3 cân, cứ mỗi một lần cô hái là 3 cân. 3 cân. Mỗi cân 100. Hơn 100. Nghĩa là vào 70.000 một cân. Dạ. Cô bán nhập đấy ạ. Cô bán nhập nghĩa là còn cái loại to thì cao hơn còn loại nhỏ đấy thôi. Con này to thì đắt hơn.